Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng vừa phối hợp với Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin và Bảo trợ xã hội tỉnh tổ chức hội diễn Tiếng hát người khuyết tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019. Tham gia hội thi có 130 diễn viên là hội viên của 9 đội văn nghệ trên địa bàn tỉnh gồm Hội người mù các địa phương, thành phố Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin và Bảo trợ xã hội thị xã Phú Mỹ, huyện Xuyên Mộc, huyện Long Điền, huyện Châu Đức, Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh, Trường nuôi dạy trẻ khiếm thị hữu nghị thị xã Phú Mỹ. Tham dự hội diễn Tiếng hát người khuyết tật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2019, các đội đã biểu diễn 39 tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, ca ngợi tinh thần vượt khó, vươn lên của người khuyết tật.